chú anh chị cùng các bạn. Hôm nay là ngày lễ chiến sĩ trận vong, là một trong những ngày lễ lớn của đất nước Mỹ. Thì theo thông lệ hàng năm thì năm nào Mai cũng đến nghĩa trang để thăm mộ ba má và thăm mộ những người mà mình quen biết. Bởi vì vào ngày này là một cái ngày mà người ta tưởng nhớ đến những người chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước, và cũng như là mình cũng để mình tưởng nhớ những người mà đã qua đời, đã khuất, mà trong cuộc đời mình có những sự liên quan đến họ. Hôm nay nghĩa trang rất là đẹp các bạn. Thì theo hàng năm vào những ngày này người ta mang hoa ra đây để mà cắm, rồi người ta có treo cờ rất là đẹp nè. Đây là những cái cờ trong nghĩa trang. Bạn biết không, ở nghĩa trang ở bên Mỹ nè, người ta thiết kế á, giống như là một công viên vậy đó. Ở đây mình đang ngồi trước một cái thác nước nhỏ rất là vui các bạn, nó chảy róc rách. Thời tiết hôm nay có thể nói là đẹp tuyệt vời so với những tuần trước. Hôm nay á, những cái ngày lạnh trong năm nay là kéo dài, mà đến cái ngày này thì lại thời tiết lại đẹp. Cắm hoa cũng cờ rồi. Hôm nay á, hầu như là mộ nào cũng có cờ hoa rất là đẹp các bạn. Người ta ra đây cắm hoa rất là đẹp các bạn. Bên đây lối vào nghĩa trang. Đây là một trong những lối vào nghĩa trang nè mọi người. Wow, cờ đẹp quá. Ở đây là những cái chỗ người ta treo cờ nè, một rừng cờ. Hầu như những mộ mà có lá cờ đó là những mộ của những người chiến sĩ. Trên lá cờ người ta cũng có một cái huy hiệu ha. Ba má giúp cho con cái trên kỳ này con bán nhà để con dọn về ở cái xịt chung với Tuyết, có chị có em, thì con cũng đã dọn được một mớ rồi, còn bây giờ chỉ còn lại căn nhà. Ba má phù hộ cho con bán được căn nhà mau sớm để con dọn về dưới trước cái mùa đông này. Ba má cầu nguyện cho tụi con. Bây giờ con với anh Tiến có công việc ổn định ở nhà chúng con làm, và chúng con bắt đầu cái cuộc sống mới ở Texas.
hỏi một ngôi mộ mà chúng mình thấy có một cái lá cờ, lá cờ Mỹ thế này ha, rồi có một cái ở chợ đứng gắn được gắn trên cái lá cờ thì mình biết đây là mộ của những người chiến sĩ có ghi chữ US Veteran, nói lời cảm ơn cho những gì người chiến sĩ. Thì ở đây mình thấy ngôi mộ này là của một người lính của quân đội Mỹ. Ông ấy là tham gia trong Thế chiến thứ hai. Lieutenant này là chức vụ gì hả? Thiếu tá chưa? Lieutenant đó. Đại quý. Đại quý hả? Lieutenant vậy là ông Robert Johnson là đại quý. Thuộc cái tiểu đoàn trong cái gọi là Purple Heart này. À, đây là một cái góc khác của nghĩa trang nè các bạn. Ở phía sau mai là một vòi kính nước á. Mỗi lần mình ra đây á, vào cái dịp này á, mình thấy tâm hồn mình thanh thản lắm. Mình nghĩ cuộc sống rất là mong manh và cái cảnh vật ở nghĩa trang này nó tạo cho mình cái sự thanh bình lắm các bạn. Cái bông hoa này người ta chặt mua ở đâu mà đẹp quá ha, cái màu sắc của nó rất là tươi thắm nha. Hồ này có chiếc cầu bắc ngang như thế này. Hôm nay người ta đi ra mộ đồng nha. Xe sang có mấy ngọn. Xa xa là một đôi ngỗng. Mình thường kêu là thiên nga chứ ha. Đôi thiên nga. Để các bạn xem